Rồi, hello mọi người nha. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Mình là Việt Lao TV đây. Rồi. Tiếp tục chuỗi MCSA ha mọi người. MCSA 2019. Thì hôm nay tiếp tục là bài số 7 ha mọi người. Để mình mở ra coi bài số 7. Bài số 6 là mình đã cài xong DC ha, mình hướng dẫn mọi người cài xong domain controller ha. Rồi tiếp theo là bài số 7, mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái domain user ha, cũng như là domain group, một cái direct control ha. Thì bài lab này thì mình sử dụng máy DC1 ha. IP là 192.168.254.201. Máy này DC1 ha mọi người. Nghĩa là mình đã lên sẵn domain controller rồi ha. Rồi, mình chỉ sử dụng một máy DC là đủ rồi. Rồi, ok, mình bắt đầu ha mọi người. Ê, tắt nó luôn đi. Rồi, mở hai lên ha. Đây. Máy DC1 của mình ha. Máy này là đã nâng cấp domain controller sẵn rồi ha. Rồi mình start lên. Mình mở lên luôn ha. Uống nước, khát nước quá. Rồi, mình lock on sẵn ha. Đây là máy này mình đã đi lên DC sẵn ha mọi người. Rồi mình sẽ phần ghi chú một chút ha. Rồi, phần số 1 thì mình sẽ 1 chấm ha. Tạo và quản lý domain user cao ha. Rồi trước khi làm cái bài này ha, mình cũng nói sơ với mọi người nha. À, đây đây vì đây là máy DC cho nên user thường ha, nó là user cao bình thường ha, thuộc group user á thì không có thể log on được ha, không có log on trực tiếp được trên máy DC, chỉ có user admin đồ thì mới log on được. Hay để mà cho nó log on được á thì mình phải chỉnh lại policy ha. Đây, mình sẽ chỉnh lại policy ha mọi người. Rồi group policy management. Đó. Khi mình lên DC á thì mình chỉnh là default domain policy ha, là cái này ảnh hưởng cho domain nha. Còn cái domain controller nè, đó là cái này là chỉnh cho máy máy DC đó, cho phép user thường log on lên máy trên máy DC ha. Rồi mình chọn edit. Vùng to nó lên cho dễ nhìn. Policy nè, Windows setting nè. Security setting nè ha. Local policy nè. User right ha. Và có cái quyền cho phép log on locally nè. Đó. Thì một số cái group này ha. Account operator nè, administrator nè, backup rồi nè, print server rồi ha. Giờ mình cho cái group user. Rồi.
mình được brown chứ không có check name được brown. Rồi bấm user add ha, có chữ add nha, đó là nguyên group user. Ok rồi, mọi người thấy ha, group user mới cho phép log on lên máy trực tiếp trên máy domain controller. Rồi ok, đó là cái policy đó. Rồi sau khi chỉnh policy thì nhớ gb update fork ha. Rồi để chút khi nữa mà mình test ha, mình log on user thường ha, mình log on trực tiếp trên máy DC luôn. Rồi xong ha mọi người, giờ bắt đầu tiến hành ha, tạo user account. Rồi ở đây mình sử dụng dsa.nsc cho nó lẹ ha. Còn ai không ấy thì sử dụng tool ha, directory user and computer. Rồi ok mình đây. Rồi đây là cái có sẵn ha mọi người, mình không sử dụng ha. Rồi, tạm thời mình delete ba user này đi. Ok yes ha. Rồi ở đây mình có cái OU ha, Sài Gòn ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo user ha. Cho mình chút nha. Rồi mình sẽ tạo user nha mọi người. Rồi phải chuột ha, new user. Rồi đây là mình đặt ra user 1 nha. User lock anh em là user 1. Rồi password user 1 ha. Rồi mình khỏi cần thay đổi password ha. Rồi finish. Rồi mình có user 1 ha mọi người. Rồi thay vì mình tiếp tục tạo user 2 ha, thay vì mình new user ha, thì mình sẽ copy thì nó sẽ thừa hưởng những cái thuộc tính của user 1 ha. Mình tạo user là copy đó, user 2 ha. Đó ngay chỗ này là mình không cần có chỉnh lại ha, nó là thừa, nó sẽ kế thừa cái thuộc tính của user 1 ha. Rồi next. Đó rồi mình thấy ok chưa, mình đã tạo xong hai user ha. Rồi tiếp theo mình sẽ điều chỉnh một số cái thuộc tính ha. Ví dụ bây giờ mình cho phép user 1 chỉ được phép đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thôi, ví dụ như trong giờ hành chính thôi ha, từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và chỉ đăng nhập ở trên một cái máy chạm nhất định thôi ha. Đây mình phải chuột ha, user 1 chọn property.
Rồi mình qua cái tab account ha mọi người. Rồi ở đây mình log on hour ha. Giờ mình bôi hết đi. Từ thứ hai cho đến thứ sáu ha. 8 giờ sáng. Đó là mình quy định ha, cho user 1 chỉ được phép đăng nhập vào những cái khoảng thời gian này thôi, từ thứ hai nè cho đến thứ sáu giờ hành chính ha, từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Ok. Rồi, cái thứ hai là mình chỉ cho phép user U1 lock on cố định trên một máy duy nhất thôi ha, không có lock on tùm lum trong hệ thống. Đây mình chọn lock on to nè. Mặc định là on computer hết mọi người, nghĩa là trong công ty mình ví dụ như có 100 cái máy chạm đi thì U1 user 1 nó được lock phép lock on ha, tất cả 100 máy, thì để tăng cái tính bảo mật gì đó thì mình sẽ cho phép ha. Rồi, chỉ máy ví dụ như PC1 thôi. S. Ok ha. Rồi, apply ok. Rồi. Mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo user ha. Rồi. Bước tiếp theo. Tạo quản lý domain group ha mọi người. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ tạo new group nha. Rồi mình đặt là kinh doanh đi. Ok ha. Đó. Mà mọi người thấy cái biểu tượng group này ha, hình hai cái đầu người ha. User thì chỉ có một thôi. Rồi, tiếp theo mình phải chuột nhóm group ha mọi người. Chọn property. Rồi qua cái tab member nè. Rồi mình sẽ đưa user 1 và user 2 làm thành viên của group kinh doanh ha. Rồi add. Ở đây mình bấm user 1. Check name ha. Rồi chấm phẩy cái user 2. Check name. Ok. Rồi ok ha. Giờ mình kiểm tra lại lần nữa nè. Property. Đây. U1, U2 là member ha mọi người. Rồi tương tự thì mình có thể tạo nhiều nhiều group khác ha, kinh doanh, kế toán, kỹ thuật gì đó ha. Rồi bây giờ bước tiếp theo số 3, ủy quyền ha.
gọi là delete control. Không biết chứ đúng không? Chắc đúng. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm tiếp ủy quyền thôi cho mọi mọi người. Rồi, gọi là delete control đó. Rồi thì ví dụ trong cái OU Sài Gòn này ha, rồi chi nhánh Sài Gòn đi, thì sẽ có một mình giả dụ là có 100 user ha, thì chắc chắn sẽ có một số người họ sẽ quên password ha, thì không thể nào mà họ trực tiếp nhờ admin reset ha, thì mình sẽ ủy quyền cho một cái user nào đó làm cái nhiệm vụ đó ha mọi người. Rồi mình ví dụ đây có 100 user ha, từ user U1, U2 cho đến user 100 ha. Rồi đây mình sẽ ủy quyền cho anh U2 đi. Mình ủy quyền cho anh U2 có thể reset password cho tất cả mọi người ha. Rồi mình phải chuột vào OU ha mọi người. Chọn delete control. Rồi chọn next ha. Đây chúng ta chọn S ha. User 2. Đó, anh user 2 đó. Rồi bấm check nè. Ok ha. Rồi next. Rồi. Mình ủy quyền cho ảnh reset user password ha. Rồi mình cho đúng cái quyền reset thôi ha. Ok next. Rồi finish. Rồi, coi như là mình đã ủy quyền cho anh user 2 ha, reset password trong cái 100 cái user trong cái chi nhánh Sài Gòn ha. Rồi giờ mình test thử ha mọi người. Giờ mình đóng lại ha. Rồi mình sign out. Tại vì khi lúc ban đầu á, thì mình đã cho phép user ha có thể log on trực tiếp trên máy domain controller ha bằng cái policy đó. Bây giờ mình thử ha. Đăng nhập anh U2 nha. User 2. Rồi, mọi người thấy không? Mình nhập thành công ha. Nếu mình không chỉnh cái policy đó là chắc chắn không thể nào đăng nhập được. Nó là log on locally ha, và đăng nhập trực tiếp. Rồi, mình giả dụ anh U1 anh quên password đi. Mới nhờ anh U2 reset giùm ha. Thì anh U2 log on vào. Rồi ha, mở Active Directory User Computer ha mọi người. Rồi nó bắt xác thực nè. Không, đăng nhập với anh User 2 ha. Đó. Mọi người xem ha. Đây. Mình đang đăng nhập với quyền của User 2 nha. Đây. Bây giờ anh password với anh user 1 quên password rồi. Giờ anh user 2 sẽ reset giùm ha. Reset password. Rồi ví dụ như 1 2 3 4 5 6 đi. 1 2 3 4 5 6. Ok. Rồi. Thành công ha mọi người. Rồi vậy là anh user 2 có quyền reset cho anh user 1 ha. Rồi tạm gọi anh user 2 là giống như là admin ha. Ok. Rồi, mình đã hướng dẫn mọi người xong cái phần bài số 7 hôm nay ha. Tạo quản lý user account nè, domain user account, quản lý domain group ha, cũng như ủy quyền ha mọi người. Rồi, mình xin kết thúc bài tại đây ha. Hẹn gặp mọi người vào bài tiếp theo. Rồi, nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ha, cũng như bấm cái nút chuông á để theo dõi những cái video clip mới nhất của mình. Rồi, xin chào mọi người nha.